Thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường Trung thu. Thanh Hóa thành lập hai đoàn liên ngành tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 26 tháng 9, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã thăm và làm việc với một số doanh nghiệp hội viên định kỳ tháng 9 năm 2023 nhằm kết nối thông tin, liên kết hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp cùng phát triển. Các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi thông tin về những lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, các cơ hội hợp tác liên kết, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh quản trị doanh nghiệp, sử dụng nguồn nhân lực và phát triển thị trường. Các doanh nghiệp mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền với các doanh nghiệp, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa hiện có khoảng 400 doanh nghiệp hội viên. Định kỳ hàng tháng, Hiệp hội đều tổ chức thăm và làm việc nhằm kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất các cấp có thẩm quyền cùng vào cuộc tháo gỡ. Thông qua hoạt động kết nối cũng gắn kết hội viên giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hôm nay 26 tháng 9, tại thành phố Sầm Sơn, Trường Trung cấp nghề thương mại du lịch Thanh Hóa khai giảng lớp sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố. Trong vòng 3 tháng, 70 học viên sẽ được các giảng viên của trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng chế độ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh trong kinh doanh ăn uống. Đặc biệt các học viên sẽ được trực tiếp thực hành quy trình chế biến đa dạng các món ăn phù hợp với vùng miền, nhất là vùng biển trang bị kỹ năng nghiệp vụ buồng phòng trong kinh doanh lưu trú và giao tiếp phục vụ khách du lịch. Kết thúc khóa học, các học viên có thể tự mở các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu trú hoặc tham gia làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch, góp phần tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn du lịch được qua đào tạo của thành phố Sầm Sơn, Sơn. Với mong muốn mang lại niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu, Sáng nay 26 tháng 9, tỉnh đoàn Thanh Hóa, hội đồng đội tỉnh và huyện đoàn Thiệu Hóa phối hợp tổ chức chương trình Tết Trung thu, Tết sẻ chia và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Thanh Hóa, hội chữ thập đỏ tỉnh và huyện đoàn Thiệu Hóa đã trao 90 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần đem lại Tết Trung thu bổ ích đến các em thiếu niên nhi đồng. Qua đó động viên tinh thần, tạo động lực để các em cố gắng phân đấu khắc phục hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan học giỏi xứng đáng là cháu ngoan bác hồ thưa quý vị và các bạn là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh đài phát thanh và truyền hình thanh hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số với tiêu chí chính thống nhanh nhạy để thương hiệu ttv ngày càng được công chúng yêu mến lựa chọn với phương châm ở đâu có khán giả ở đó có ttv thời gian qua đài phát thanh và truyền hình thanh hóa đã tập trung xây dựng hệ sinh thái số của riêng mình gồm trang thông tin điện tử truyền hình thanh hóa vn ứng dụng truyền hình thanh hóa trang fanpage trên facebook và các kênh trên các nền tảng số khác như zalo youtube tiktok trong chiến lược phát triển của mình đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xác định mục tiêu trở thành một trung tâm truyền thông lớn của khu vực bắc miền trung và cả nước do đó đẩy mạnh chuyển đổi số được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu trên năm 2023 thì chính phủ đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong báo chí và chúng tôi cũng đã báo cáo với tỉnh để xây dựng một cái đề án phát triển đài theo hướng số hóa và với những mục tiêu rất cụ thể trong đó chúng tôi sẽ hình thành một cái hệ sinh thái số với cách làm sẽ chuyên nghiệp hơn hợp tác với nhiều đơn vị có thế mạnh về chuyển đổi số để làm sao tất cả các cái chương trình của đài sẽ tiếp cận được đến đa đối tượng và đặc biệt là những đối tượng có ưu thế trong việc sử dụng công nghệ và làm sao đó để các chương trình của Đài Thanh Hóa sẽ có mặt ở khắp các cái nền tảng lớn ở Việt Nam. 67 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh. Để mạnh chuyển đổi số, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa đang từng bước xây dựng hình ảnh một TTV năng động hội nhập với báo chí truyền thông khu vực và cả nước hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của khán thính giả, để ở đâu có khán giả, ở đó có TTV. Tết Trung Thu đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng một số loại hàng hóa cũng tăng cao. Đây là thời điểm dễ xảy ra tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, bất an toàn vệ sinh thực phẩm bị tung ra thị trường. Nhiều loại bánh trung thu được bán qua các website, sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội được giới thiệu là được tạo nên bởi các nghệ nhân sản xuất tại cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chứa chất bảo quản, nhưng giá thành chỉ từ 2.000 đồng một chiếc. Thị trường đồ chơi trung thu vẫn còn những đồ chơi mang tính chất ma quái, bạo lực, không rõ nguồn gốc. Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra thị trường bánh trung thu, nhất là về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng nguyên liệu, các phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được sử dụng, việc duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, Lực lượng quản lý thị trường cũng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật, thông tin cảnh báo để các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh, người dân chủ động tự giác chấp hành, tránh mua phải hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành trong việc kiểm soát thị trường Trung thu, người tiêu dùng nên mua hàng hóa có tem nhãn tại địa chỉ uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong những giờ qua khu vực tỉnh thanh hóa đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lũ và nguy cơ xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh thanh hóa đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện thị xã thành phố các sở ngành và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn các công trình, các khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, công trình đê điều, thủy lợi sung yếu, các vị trí đang xảy ra sạt lở. Bố trí lực lượng thường trực và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Theo công an tỉnh Thanh Hóa, trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh xảy ra từ 1.400 đến hơn 1.600 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Với việc xác định các loại tội phạm trọng điểm tiến hành đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm. Đến nay, các loại tội phạm này đã cơ bản được kiềm chế, không lộng hành, phức tạp, nhức nhối, nhất là hoạt động tội phạm băng nhóm. 8 tháng năm 2023, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã phát hiện 721 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, xử lý 1.254 đối tượng, giảm 18,4% về số vụ và giảm gần 20% về số đối tượng. Cơ cấu tội danh tập trung chủ yếu là các tội giết người, gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây dối trật tự công cộng, các tội xâm hại tình dục, hoạt động tín dụng trái pháp luật, đánh bạc, cá độ. Đáng chú ý, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội xảy ra 121 vụ, chiếm khoảng 22% số vụ, thường xảy ra ở khu vực nông thôn và có nguyên nhân từ các mâu thuẫn bộc phát nhất thời. Ngoài ra, tội phạm giết người vẫn xảy ra nhiều, 25 vụ, nguyên nhân do va chạm giao thông dùng hung khí, vũ khí tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể hoặc tranh chấp đất đai, ghen tuông tình ái, giết người thân trong gia đình. Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công an các địa phương, đặc biệt là công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm tiếp tục kéo giảm sâu số vụ và số đối tượng tội phạm vi phạm trật tự xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kiểm tra một số cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao như cơ sở sản xuất kinh doanh, truyền tải điện, cơ sở có công suất tiêu thụ điện lớn nhà trung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện các ngành, công an tỉnh, sở xây dựng, sở công thương, công ty điện lực Thanh Hóa, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định, kiểm tra hướng dẫn công tác quản lý hoạt động xây dựng, cải tạo các loại hình cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra hướng dẫn các điều kiện an toàn tiện trong thiết kế, lắp đặt, sử dụng trước và sau trạm biến áp, công tơ. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra liên ngành trao đổi thông tin với đơn vị quản lý nhà nước để xử lý theo quy định. Chương trình tổng kiểm tra sẽ thực hiện từ nay đến hết tháng 10 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!